Xin chào quý vị và các bạn. Sau những ngày mưa rông rải rác thì hôm nay Trung Bộ, Nam Bộ sẽ quay trở lại trạng thái nắng nóng, có điểm nắng nóng gay gắt và dự báo từ ngày mai 27 tháng 5 cũng sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng diện rộng và kéo dài tại Trung Bộ trong những ngày tới. Dù hôm nay gió mới chịu ảnh hưởng của gió phơn yếu, vì thế hầu khắp khu vực Trung Bộ trời đều có nắng, cục bộ sẽ có điểm nắng mạnh. Mức nhiệt suốt từ Thanh Hóa trở vào cho tới tận Bình Thuận tăng nhanh lên 33 đến 35 độ. Riêng phần phía tây của khu vực các tỉnh từ Quảng Trị trở vào tới Phú Yên, mức nhiệt cao 35 đến 37 độ. Dự báo từ ngày mai 27 tháng 5 trở đi, do hoạt động của vùng thấp nóng mở rộng, miền Trung sẽ bước vào một đợt nắng nóng trên diện rộng. Diện nóng sẽ trải dài suốt từ Thanh Hóa đến Phú Yên, mức nhiệt cao 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn, và đợt nắng nóng này sẽ có khả năng kéo dài tới hết tháng 5. Tương tự ở phía Nam, hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nắng từ sớm, kéo nền nhiệt trưa nay tăng nhanh lên 32 đến 35 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và từ 34 đến 37 độ với các tỉnh thành Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Tuy nhiên, trái với Trung Bộ nắng nóng kéo dài thì dự báo từ ngày 27 tháng 5 trở đi, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần và nó sẽ khiến cho mưa dông tăng trở lại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chấm dứt nắng nóng. Sự xuất hiện của gió Tây Nam mạnh cũng là dấu hiệu cho thấy mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng sẽ bắt đầu từ đầu tuần tới. Trở ra Bắc Bộ, những cơn mưa chỉ còn duy trì rải rác trong sáng nay, còn từ trưa chiều mưa giảm nhanh, trời nắng trở lại cùng nền nhiệt nhanh chóng tăng lên mức 31 đến 34 độ trên toàn khu vực, do độ ẩm cao nên cảm giác sẽ rất oi bức. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và cả khu vực Vịnh Thái Lan là những vùng sẽ có mưa rào và dông từ rải rác đến nhiều nơi, kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Sáng nay, thủ đô Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn có mưa rải rác với mức nhiệt chỉ khoảng 25 độ, trời mát. Tuy nhiên, đến trưa nay, mưa giảm nhanh, trời nắng trở lại, mức nhiệt sẽ tăng nhanh lên ngưỡng 33 đến 34 độ, cộng với độ ẩm không khí cao trên 80% sẽ mang đến cảm giác rất oi bức. Ở miền Trung, những cơn mưa dông đã giảm nhanh và chỉ còn lui về chiều tối. Vì thế, hôm nay trên thành phố biển Đà Nẵng, trời chủ đạo là nắng, trưa chiều nắng mạnh cùng mức nhiệt cao nhất là khoảng 34 đến 35 độ, gần chạm mức nắng nóng. Từ ngày mai, nắng và nóng sẽ còn tăng hơn nữa. Tương tự ở phía Nam, từ sáng đến chiều, thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, trưa chiều nắng mạnh với mức nhiệt tăng nhanh lên 35 đến 36 độ, trời nắng nóng. Về chiều tối, mưa dông xuất hiện nhưng không kéo dài lâu. Về tối nay mưa dứt, trời mát với mức nhiệt khoảng 26 đến 27 độ. Đêm nay và sáng sớm mai, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, khiến mưa dông tiếp diễn. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật. Ngoài ra, mưa lớn có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng các vùng trũng thấp, quý vị cần phải hết sức chú ý. Phải từ trưa chiều mai, mưa mới giảm cả về diện và lượng. Trời chuyển nắng cùng nền nhiệt cao nhất trong 2 ngày 26-27 tháng 5 ở Bắc Bộ nhanh chóng tăng lên mức 31 đến 34 độ. Trời oi nóng. Từ khoảng ngày 28 tháng 5, do có hình thế gây mưa mới, Bắc Bộ lại xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng, cùng nền nhiệt sẽ giảm trở lại.
Với Trung Bộ, khu vực các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào tới Quảng Ngãi chỉ còn duy trì mưa trong nốt đêm nay. Từ ngày mai 26 tháng 5, mưa giảm chỉ còn xảy ra cục bộ về chiều tối. Trong ngày trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Tới ngày 27 và 28 tháng 5, do trời nắng mạnh, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 34 đến 37 độ, có nơi còn trên 37 độ. Với khu vực Nam Trung Bộ, trong 3 ngày tới, ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, riêng Bình Định, Phú Yên có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 27 tháng 5, gió Tây Nam trên khu vực có xu hướng phát triển mạnh dần. Do vậy, mưa dông trên khu vực sẽ tăng về cả diện và lượng với thời gian mưa chủ yếu về chiều và tối. Cục bộ có mưa dông mạnh và có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và cả gió giật mạnh nguy hiểm. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày tới tại khu vực Tây Nguyên là khoảng 30 đến 33 độ và tại khu vực Nam Bộ là 32 đến 35 độ. Tiếp đó, từ ngày 27 tháng 5, do mưa tăng nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần. Trên biển, các vùng biển thuộc Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ ngày 27 tháng 5, gió Tây Nam có xu hướng mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển Bắc Biển Đông trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng, còn khu vực Nam Biển Đông sẽ có mưa rào và dông rải rác. Thank you.